Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sau khi các nước phương Tây thay đổi chính sách và cắt giảm bớt lượng vũ khí viện trợ, Ukraine rơi vào tình thế khó khăn khi không có đủ nguồn lực trang bị vũ khí để chiến đấu. Dù cố cầm cự một thời gian ngắn, nhưng Ukraine nhận thấy đã đến lúc phải có các hành động cụ thể hơn để giải quyết tình hình. Vì thế, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky vào ngày 10 tháng 1 đã đi thăm loạt nước vùng Baltic, với điểm đến đầu tiên là Lithuania để kêu gọi viện trợ khẩn cấp trong bối cảnh phương Tây trì hoãn hỗ trợ, còn Nga đang thống lĩnh bầu trời. Hôm 10 tháng 1, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thăm Lithuania, quốc gia đầu tiên trong chuyến công du của ông tới các quốc gia vùng Baltic, theo hãng tin AFP. Đây là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Zelensky trong năm nay nhằm kêu gọi viện trợ cho Ukraine và thảo luận khả năng Kiev gia nhập Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong khuôn khổ chuyến thăm Lithuania, ông Zelensky nói Ukraine đang thiếu trầm trọng các hệ thống phòng không trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công trên không. Ông Zelensky cho rằng sự do dự viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây cho Ukraine sẽ chỉ khiến Nga trở nên táo bạo hơn. Đáp lại Tổng thống Lithuania, ông Gitanas Nausėda tuyên bố sẽ hỗ trợ cho Ukraine cho đến khi chiến thắng. Ông Nausėda cho biết Lithuania sẽ gửi xe bọc thép M577 tới Ukraine vào tháng 2, nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 200 triệu euro, 220 triệu USD đã được công bố trước đó, theo kênh Azazera. Lithuania cũng hoan nghênh việc Ukraine gia nhập EU và NATO. Ông Zelensky thông báo trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, rằng sau Lithuania, ông sẽ đến thăm Latvia và Estonia trong những ngày tới. Cả ba quốc gia vùng Baltic này đều là thành viên của EU và NATO. Ngày 10 tháng 1, Thủ tướng Estonia, bà Kaja Kallas nói, chúng ta phải hỗ trợ Ukraine chừng nào điều đó còn cần thiết. Đây là thời điểm quan trọng và chúng ta cần phải tập trung. Ngoại trưởng Estonia, ông Margus Tsahkna cho biết, nước này sẵn sàng phân bổ 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine trong 4 năm tới. Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, ông Andris Pap cho biết, nước này cam kết liên tục cung cấp thiết bị quân sự và huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Ông Pap cho biết, Bộ Quốc phòng Latvia đã huấn luyện khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine vào năm ngoái. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức, Nghiên cứu và Kinh tế, Lithuania là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine xét về GDP. Khoản hỗ trợ của Lithuania lên đến 1,4% GDP. Estonia và Latvia được xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 5, với viện trợ cam kết lần lượt là 1,3% GDP và 1,1% GDP. Trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên năm 2024 tới ba nước vùng Baltic, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những thừa nhận đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine. Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, chuyến công du của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến ba quốc gia vùng Baltic từ ngày 10 tháng 1, với điểm dừng chân đầu tiên là Litva và kết thúc chuyến thăm tại Latvia hôm 11 tháng 1 sau khi tới Estonia trước đó cùng ngày. Chuyến thăm được cho nhằm củng cố nền tảng ủng hộ của các nước đồng minh, thảo luận khả năng Kiev gia nhập Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Riga, thủ đô Latvia hôm 11 tháng 1, ông Zelensky đã nói về hậu quả của việc chậm trễ cung cấp vũ khí cho Ukraine, lưu ý rằng nhiều người Ukraine đang thiệt mạng trong khi các lực lượng Ukraine chờ đợi khoản viện trợ này. Theo ông Zelensky, nếu phương Tây cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không mạnh hơn, thì người dân sẽ không thiệt mạng trong các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga bằng tên lửa đạn đạo. Cũng trong cuộc họp báo tại chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm ba nước Baltic, ông Zelensky nói với các phóng viên rằng Ukraine không đạt được bước tiến lớn ở mặt trận vì người Nga kiểm soát bầu trời. Ông Zelensky nói rằng tình hình ở mặt trận rất phức tạp, chúng tôi thiếu vũ khí. Và nếu người Nga không kiểm soát bầu trời và chúng tôi có đủ hệ thống phòng không thì chúng tôi sẽ phá hủy máy bay của họ. Chúng tôi đã thử và thành công. Khi bạn tiêu diệt họ trên bầu trời, bạn tiến lên. Cho đến nay, Ukraine chưa đạt được tiến bộ nào vì họ, người Nga, kiểm soát bầu trời. Trước đó, phát biểu tại thủ đô Vilnius của Litva hôm 10 tháng 1, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Litva,
Gitanat Naudesa, ông Zelensky cho biết Ukraine thiếu trầm trọng các hệ thống phòng không hiện đại và Ukraine cần được tăng cường khả năng phòng không trước các cuộc tấn công của Nga, nhất là trong mùa đông khi các cuộc tấn công tầm xa trở nên phổ biến. Tuy nhiên, ở trạng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm ba nước Baltic này, ông Zelensky đã thừa nhận rằng nguồn dự trữ ở những quốc gia có thể cung cấp trang thiết bị như vậy cho Ukraine là rất thấp. Các nhà kho trống rỗng và có rất nhiều thách thức đối với quốc phòng thế giới, ông Zelensky nói. Trong khi đó, tại cuộc họp báo với Tổng thống Estonia Alakaris hôm 11 tháng 1, ở trạng dừng chân thứ hai, ông Zelensky cho rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng có thể cho phép Nga tập hợp lại lực lượng và tăng cường cung cấp đạn dược. Ông Zelensky thừa nhận một cuộc chiến tranh kéo dài cũng sẽ không tốt cho Ukraine. Chúng tôi phản đối cuộc chiến này ngay từ ngày đầu tiên và tiếp tục phản đối như vậy cho đến ngày cuối cùng, ông Zelensky nói thêm. Cạnh tranh sức bền giữa Nga-Ukraine dưới cơn mưa tên lửa. Giới quan sát cho rằng Nga và Ukraine đang thử thách sức bền của nhau khi liên tục nã hàng loạt tên lửa vào các thành phố nằm ở xa tiền tuyến. Gần đây, Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine khiến Ukraine dội nhiều tên lửa trả đũa vào các khu vực nằm trong nước Nga. Ngày 2 tháng 1, Nga tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev và các thành phố của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và gần 130 người khác bị thương. Không quân Ukraine cho biết Nga đã nã khoảng 100 tên lửa, bao gồm tên lửa siêu thanh trong cuộc tấn công này, theo tờ The New York Times. Cũng trong ngày 2 tháng 1, Moscow cho biết Ukraine đã tấn công trả đũa vài giờ sau đó. Ukraine đã bắn ít nhất 8 tên lửa vào thành phố Belgorod, tỉnh Belgorod của Nga. Thống đốc thành phố Belgorod cho biết vụ tấn công đã khiến một người dân thiệt mạng và 4 người bị thương. Sau đó cùng ngày, Ukraine cũng đã tấn công vào thị trấn Sebekino gần đó, khiến một trụ sở hành chính hư hại nhưng không gây thương vong. Các quan chức Ukraine cho biết làn sóng tấn công tên lửa của Nga đã gia tăng gần đây kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2023. Hôm 29 tháng 12 năm 2023, Nga đã dội hàng loạt tên lửa khắp Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, công nghiệp, cũng như bệnh viện và trường học, khiến ít nhất 39 người chết, khoảng 160 người bị thương. Ngày hôm sau, phản ứng trước cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, Ukraine đã nã loạt tên lửa vào thành phố Belgorod khiến 24 người chết. Đây là cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Trong bài phát biểu đầu năm mới hôm 1 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản và cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng số lượng các cuộc tấn công chắc chắn sẽ tăng lên. Các cuộc tấn công vào Ukraine gần đây có thể là khởi đầu cho một chiến dịch không kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong nhiều tháng qua, chính quyền Ukraine đã cảnh báo rằng Nga đang dự trữ tên lửa có độ chính xác cao để tấn công các thành phố khi thời tiết trở lạnh giống như Nga đã làm năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng chiến lược này nhằm mục đích lung lạc tinh thần của Ukraine và làm suy yếu năng lực quân sự và công nghiệp của nước này. Cả hai bên đều đã cải thiện khả năng phòng không của mình trong năm qua, đồng thời mở rộng năng lực quân sự để tấn công các mục tiêu ở xa tiền tuyến và hai bên ngày càng thể hiện sự sẵn sàng triển khai những khả năng này. Ông Serhiy Kuzan, Chủ tịch nhóm nghiên cứu Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraine cho rằng đây là một cuộc cạnh tranh về sức bền, theo The New York Times. Theo ông, hệ thống phòng không mạnh mẽ của Ukraine hiện đang buộc Nga phải tấn công trên không quy mô lớn bằng nhiều hệ thống vũ khí để có thể tránh tên lửa đánh chặn Ukraine và tấn công được một số mục tiêu. Tổng tư lệnh Ukraine, ông Valery Zaluzhny cho biết lực lượng Ukraine đã bắn hạ khoảng 3/4 số tên lửa mà Nga đã nã vào ngày 2 tháng 1, bao gồm tất cả 10 tên lửa siêu thanh với sự trợ giúp của các khẩu đội tên lửa Patriot do phương Tây viện trợ cho Kiev. Ông Kuzan đánh giá Ukraine hiện cũng đã sẵn sàng hơn và có khả năng đáp trả các cuộc tấn công của Nga hơn. Theo ông, việc Nga mở các cuộc tấn công mới vào Ukraine sẽ hợp pháp hóa việc Ukraine tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ không quân và hải quân, kho đạn dược, doanh nghiệp quốc phòng và căn cứ dầu mỏ của Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!